Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay, làng quê Việt Nam luôn gắn liền với những gian nhà cổ cùng hình ảnh cây đa giếng nước sân đình như thể hiện nét văn hóa truyền thống của bao thế hệ người Việt. Chính vì vậy, việc gìn giữ nét làng xưa trong xây dựng nông thôn mới được nhiều địa phương trong tỉnh chú trọng quan tâm. Tại Hưng Yên, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, thay vì bê tông hóa theo kiểu kín cổng cao tường, nhiều hộ dân vẫn chăm chút cho những hàng rào xanh bao quanh nhà vốn được tỉ mỉ trồng ghép từ những loại cây thân thuộc. Đây là chiếc cổng và hàng rào làm từ cây tuế của gia đình bà Ứng Thị Nghì ở Cao Thôn, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, như một khoảng xanh mát mát bình yên. Với gia đình bà, chiếc cổng tuế độc đáo này không chỉ là cảnh quan mà còn là vật chứng lưu giữ nhiều kỷ niệm của gia đình. Cổng này thì từ xưa đến giờ là của cụ nội để lại. Tôi năm nay 70 tuổi đầu rồi nhưng mà tôi cũng chẳng biết là có từ bao giờ. Để đến lúc nào nó hỏng thì nó hỏng chứ không bao giờ phá. Ở thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động vẫn còn giữ nguyên những nét cổ kính của một miền quê xưa với hệ thống di sản di tích và các nhà thờ dòng họ được bảo tồn. Hiện nay, toàn thôn còn 5 cổng nhà cổ có niên đại hàng trăm năm tuổi. Tuyên truyền vận động các xóm là nên giữ lại những các cái kỷ vật cổng cổ của các cụ người xưa để lại. Chỉ có trùng tu chứ không có phá đi. Thì hiện nay là Lương Xá chúng tôi là có 9 quán và 3 cầu. Ẩn chứa trong mỗi di tích ấy là những câu chuyện về truyền thống, những giá trị văn hóa, vật chất, tinh thần của thế hệ ông cha đi trước. Trải qua quá trình xây dựng nông thôn mới, bên cạnh sự đầu tư xây dựng những công trình phúc lợi hiện đại, nhiều địa phương vẫn còn giữ nguyên vẹn những nét văn hóa, phong tục, tập quán, truyền thống như những nếp nhà cổ ở xã Nguyễn Trãi, Hải Triều, Ngọc Thanh, cổng và nhà cổ ở làng Nôm, xã Đại Đồng, xã Nghĩa Trụ và các tục lấy nước đầu năm ở các địa phương. Huyện Tiên Lữ tiếp tục duy trì, phát huy những cái di tích mà đã được tỉnh và trung ương công nhận. Trong đó điển hình như các xã Nhật Tân, Hải Triều, Minh Phượng, An Viên giúp cho cái việc là người dân vừa có cái điều kiện phát triển về kinh tế và tiếp tục là phát huy về cái đời sống tinh thần. Tiêu chí về văn hóa và xây dựng cơ sở vật chất văn hóa là những tiêu chí hết sức quan trọng, góp phần thành công trong chương trình xây dựng nông thôn mới và hướng tới phát triển bền vững. Chính vì thế nên là tỉnh Hưng Yên chúng ta đặc biệt quan tâm, chú trọng đến việc giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao các cái cơ sở vật chất hóa, nâng cao các cái hoạt động văn hóa nhằm coi trọng và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Giá trị riêng của nông thôn là sự yên bình, là sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, là tính gắn kết cộng đồng, là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, nhân văn, hồn cốt của dân tộc. Với ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của ông cha để lại, những nét làng xưa, những biểu tượng văn hóa vẫn còn vẹn nguyên giá trị văn hóa và vẻ đẹp bình dị của làng quê Việt Nam xưa.